Kính chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, trong lúc toàn thế giới bị bao trùm bởi dịch bệnh truyền nhiễm, bệnh ung thư, tim mạch, huyết áp, tiểu đường, tôi cảm thấy không thể ăn ngon ngủ yên nếu cứ giấu kín những bài thuốc gia truyền. Hôm nay, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ về những công dụng của vị thuốc Hoàng Kỳ. Phần 2. Trong bài trước, tôi đã giới thiệu về thành phần hóa học của Hoàng Kỳ. Thì tôi xin nhắc lại là Hoàng Kỳ chứa các glucoside, glucose, saccharose, mucin, resin, acid amin, choline, acid folic, cytosterol, flavonoid, sắt, mangan, kẽm, đó là về phân tích về mặt tây y. Còn về mặt đông y, Hoàng Kỳ vị ngọt tính ôn, vào kinh tỳ và phế, nên Hoàng Kỳ là vị thuốc đông y có tác dụng bổ khí, cố biểu, còn có tác dụng giải độc, sinh cơ và lợi niệu. Công dụng của Hoàng Kỳ và các món ăn có Hoàng Kỳ cụ thể như thế này. Trường hợp trung lão niên, cả nam và nữ đấy, suy nhược, hay bị cảm cúm, hồi hộp, tức ngực, đau đầu, quên lẫn, thì dùng Hoàng Kỳ kê nhục thang. Gồm có Hoàng Kỳ, nấm hương, thịt gà nạc, gừng tươi và hành. Nấm được ngâm mềm, rửa sạch, đặt xoong lên trên bếp lửa, cho dầu chiên sôi. Sau đó cho thịt gà, gừng, hành vào xào chín. Sau đó cho tiếp muối ăn, một chút rượu, nấm và một lượng nước thích hợp. Đun khoảng 30 phút cho đến 1 giờ. Sau đó cho thịt gà và nấm hương ra đĩa, rắc bột tiêu, thêm cải bẹ hoặc súp lơ vào nước canh. Đun sôi tiếp cho chín và đổ lên đĩa. Bài thuốc thứ hai là đối với trường hợp sa trực tràng, sa dạ dày, sa tử cung, sa thận, các trường hợp sổ bụng, thoát vị, thì ta dùng bài thuốc chim câu hầm Hoàng Kỳ và câu kỳ tử. Thì cùng có Hoàng Kỳ, câu kỳ tử và chim câu thì một con, làm sạch bỏ ruột, cho vào nồi cách thủy và lượng nước thích hợp, hầm chín. Khi ăn thì thêm muối, bột ngọt và gia vị khác. Còn đối với bệnh phong tê thấp, viêm khớp dạng thấp, đau mỏi cột sống, thắt lưng, tay, chân do thời tiết, thì trước đây người dân Việt chúng ta thường hay dùng bài thuốc này, gồm có thịt rắn, hầm Hoàng Kỳ. Gồm Hoàng Kỳ tục đoạn, thịt rắn, con rắn đấy, gừng tươi,
thịt mỡ lợn bỏ bì, chảo nóng trên bếp cho lửa to vừa, sau đó đổ mỡ lợn cho sôi, chảy mỡ hết đi, sau đó cho thịt rắn vào tiếp tục khuấy đảo cho chín, sau đó cho thêm chút rượu, đổ sang son nấu cho hoàng kỳ, tục đoạn đã được ngâm mềm sẵn rồi đấy, cùng với gừng, hành, mắm muối và một lượng nước thích hợp, hầm nhỏ lửa trong khoảng 1 giờ đồng hồ, sau đó cho thêm hạt tiêu, gia vị tùy ý. Còn trường hợp người cao tuổi suy nhược, thở ngắn, thở gấp hoặc bị cảm cúm thì ta dùng món cháo hoàng kỳ nấu vào các và ăn vào buổi sáng. Thì cụ thể vì trường hợp này không phải là bệnh cụ thể cho nên là chúng tôi có thể giới thiệu được liều lượng để trường hợp mà cao tuổi mà suy nhược thôi. Đó. Thì hoàng kỳ là 30 gram, đẳng sâm 30 gram, bạch chuột 15 gram, phục linh 15 gram, cam thảo 6 gram, gạo tẻ 60 gram. Sắc dược liệu, lấy nước bỏ bã, cho gạo vào nấu cháo. Người cao tuổi bị bệnh trĩ, xuất huyết dai dẳng thì sử dụng bài thuốc sau đây. Ăn khi đói thì gồm có hoàng kỳ, rồi da nhím nướng, cái này hơi khó kiếm, và da nhím bây giờ đấy phải tìm được con nhím xong lấy cái da của nó, rồi gạo tẻ. Hoàng kỳ và da nhím thì nấu lấy nước, sau đó bỏ bã đi, cho gạo tẻ vào nấu cháo. Còn trường hợp phụ nữ bị động thai, dọa sảy thai, thì dùng món ăn này, ăn 2 lần trong ngày, hoàng kỳ 30 gram, xuyên khung 30 gram, gạo nếp 60 gram, hoàng kỳ xuyên khung nấu lấy nước bỏ bã, sau đó cho gạo tẻ vào nấu cháo đấy, cho người phụ nữ bị động thai đấy ăn lại cháo này. Còn sau đây tôi xin giới thiệu một câu chuyện nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc. Hiện nay đấy thì ở thầy thuốc ở Trung Quốc thì có một thầy thuốc đông y 96 tuổi tên là Lộ Chí Chính, và ông ấy được xem là một đông y đại sư nổi tiếng bậc nhất ở Trung Quốc. Nhờ những bài thuốc thảo dược đơn giản nhưng chữa khỏi được rất nhiều loại bệnh, thì ông ấy là tác giả của một cái loại cháo trường sinh bất lão. Thì hôm nay tôi xin giới thiệu cụ thể loại cháo trường sinh bất lão mà hiện nay tôi cũng đang sử dụng. Ông Chính, ông Lăng Nghi đấy là Chính, tên là Chính đấy, cũng là người có lối sống khoa học và lành mạnh, nên đến nay dù đã 96 tuổi nhưng thần thái và cơ thể vẫn khỏe mạnh như thời ông 60-70 tuổi. Đây xin giới thiệu quý vị thấy là ông Chính đây. Đấy, mặc dù 96 tuổi nhưng mà cũng không khác gì người 60-70 tuổi. Đấy. Rất mạnh khỏe. Thank you.
nhìn sắc da hồng hào, ít nếp nhăn của ông. Nhiều người không giấu được vẻ ngưỡng mộ và tò mò về bí mật sức khỏe của ông. Mặc dù tuổi cao như vậy, nhưng ông không nghỉ hưu, vẫn ngày ngày làm việc tại phòng khám và bốc thuốc cho các bệnh nhân đến từ khắp các vùng miền đất nước Trung Quốc. Ngoài ra, ông còn nhiệt tình tham gia các cuộc họp chuyên môn, trả lời phỏng vấn báo chí. Ông chia sẻ như thế này: do bản thân là một bác sĩ đông y, nên từ khi ông mới ở tuổi 30, ông đã bắt đầu thực hiện các biện pháp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe đơn giản. Một trong những món ăn dưỡng sinh mà ông đã nghiên cứu và kiên trì ăn hàng ngày trong vòng 60 năm qua, đấy, từ năm ông 30 tuổi cho đến bây giờ 96 tuổi, đó là món cháo hạt ngũ cốc, một phương pháp thực dưỡng từ cổ chí kim đều rất trọng dụng ở Trung Quốc. Ban đầu, mỗi ngày vợ ông nấu cho ông một bát cháo nhỏ. Sau 3 tháng ăn cháo, ông thấy hiệu quả vô cùng rõ rệt. Dù làm bác sĩ rất bận rộn và căng thẳng, nhưng ông vẫn tràn đầy năng lượng và làm việc rất sung sức. Mà công thức của món cháo này thì lại rất đơn giản, dễ kiếm, ai cũng có thể thực hiện. Thật là một bát cháo quan trọng hơn các loại thuốc bổ. Bây giờ xin giới thiệu cụ thể thành phần của loại cháo này nhé. Thứ nhất là đậu xanh 50 g. Thứ hai là đậu lăng, hoặc có thể thay thế bằng loại đậu trắng hạt to cũng được, 50 g. Hạt sen 50 g. Lúa mạch, chứ không phải lúa thường chúng ta nữa, lúa mạch 50 g. Đấy, tất cả ba mấy thứ này đều 50 g, mỗi thứ 50 g. Táo tàu 30 g. Kỳ tử, câu kỳ tử đấy, 10 g. Và cái vị quan trọng nhất, vị thuốc quan trọng nhất là hoàng kỳ 250 g. Cách thực hiện: đun hoàng kỳ trong 15 phút, rót nước ra, đã đun ra bát đó. Sau đó tiếp tục thay nước khác, đun tiếp 15 phút nữa, chất nước lần thứ hai, dùng nước hai lần này đun trên đấy để nấu cháo, thay cho nước trắng mà ta vẫn hay nấu cháo thông thường phải dùng cho nước trắng, thì bây giờ đun nước hoàng kỳ đó hai lần, sau đó lấy cái nước đó để nấu cháo. Còn các loại hạt như nó trên nói đấy thì rửa sạch và ngâm, sau đó nấu chín trong vòng khoảng 40 phút, đun nhỏ lửa cho đến khi các loại hạt chín mềm. Khi các thành phần trên đã chín rồi đấy, thì cho quả kỳ tử vào, đun thêm 10 phút nữa. Chú ý là không nên nấu kỳ tử lâu vì sẽ làm hỏng, mất phẩm chất của kỳ tử, lại chưa 10 phút thôi. Nấu chín và ăn khi cháo nóng ấm. Mỗi ngày ăn một lần vào bữa sáng hoặc bữa phụ trong ngày. Món cháo này có sự khác biệt so với các món cháo khác, chính là ở chỗ nước nấu cháo là nước sắc hoàng kỳ. Mà chúng ta biết hoàng kỳ là một trong 5 dược liệu tốt nhất trong đông y, được các thầy thuốc đông y vô cùng yêu ái. Dược liệu này không chỉ có tác dụng bổ khí rất rõ rệt, mà còn nâng cao khả năng miễn dịch, sức đề kháng, giảm mệt mỏi, chống lão hóa. Không những thế, y học hiện đại nghiên cứu cho thấy hoàng kỳ còn có chứa nhiều selen,
có khả năng phòng chống ung thư hiệu quả nữa. Sở dĩ đại sư chính xem đây là món cháo trường sinh bất lão là vì ông nghiên cứu tác dụng từ sự kết hợp các nguyên liệu này. Đậu xanh có tác dụng chữa nhiều bệnh quan trọng như là giải độc, làm mát cơ thể, bổ sung dinh dưỡng. Còn đậu trắng thì giải nhiệt tốt, hạn chế các bệnh về dạ dày, chán ăn, tiêu chảy phân lỏng hoặc là tiết dịch âm đạo quá nhiều, nôn mửa, đau thắt ngực, đầy bụng. Còn hạt sen là món quà quý từ thiên nhiên, có vị ngọt, bổ tim, bổ lá lách, bổ thận, tránh tiêu chảy, an thần, chữa mất ngủ, giảm tiêu chảy mãn tính, thải khí hư và chữa trường hợp tim đập nhanh. Còn lúa mạch có tác dụng lợi tiểu, dễ tiêu hóa, cân bằng lá lách, giảm nhiệt, dễ hấp thụ vào cơ thể, giải tỏa mệt mỏi, chán ăn, bất kỳ ai cũng có thể ăn để tăng cường và bổ sung dinh dưỡng. Chúng ta biết lúa mạch rất giàu enzyme protein, có thể làm mềm da, loại bỏ mụn cóc ở da, giúp da bớt thô và trở nên mịn hơn theo thời gian. Còn táo tàu vốn là một vị thuốc bổ trong đông y, nuôi dưỡng các dây thần kinh, có vai trò lớn tác động tới lá lách và dạ dày. Khi các bộ phận trong cơ thể chúng ta bị suy nhược, thiếu máu, mệt mỏi, mất ngủ và các bệnh khác xuất hiện thì táo tàu sẽ là vị cứu tinh đấy. Còn câu kỳ tử có tác dụng bổ thận, ích khí, nuôi dưỡng và làm dịu các dây thần kinh, giảm triệu chứng khát nước, giảm bệnh phổi và ho, chữa được bệnh gan và thận do thiếu âm, đầu gối yếu, chóng mặt, mắt mờ, hoa mắt và dễ ngất xỉu. Đại sư chính nói rằng mặc dù nhiều người nghĩ rằng dùng món ăn dưỡng sinh phức tạp, khó kiên trì theo đuổi, nhưng ông ấy cho rằng điều đó hoàn toàn có thể làm được, giống như ăn ngủ tắm gội vậy thôi. Quan trọng là kết quả mang lại tuyệt vời, giúp ông chính luôn có động lực để ăn cháo. Xin cảm ơn các quý vị, các thầy, các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào tạm biệt.